Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Riki Minh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với vợ Quy ở đường Thà Thần. Anh em nào là đầu ghé kênh YouTube của tôi ủng hộ tôi, đăng ký kênh nha, cảm ơn em rất là nhiều. Và nạn nhân của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Murat. Murat là một chất tướng phải nói là không có cửa nẻo với Quy hết đó. Murat là nó chỉ được có cái lả lướt thôi, chứ còn mà sát thương đánh vô Quy là giống như là mũi đốt inox vậy đó anh em. Đó, nó đang phụ cho thằng Ben đang farm ở bùa đỏ. Thì mình sẽ ra đây mình farm cái tên lính này cho lên level cái đã. Đầu game là anh em mà đi top thì anh em cứ nhớ là vô bên trong bùa đỏ bên đó để check coi là thằng rừng nó ăn bùa nào. Nếu như mà thằng rừng không thấy ở đó thì chắc chắn nó sẽ ăn bùa xanh. Mà sau khi ăn bùa xanh lên level 4 xong là nó sẽ lên găng top, thì anh em đánh cẩn thận. Còn nếu như mà nó ăn bùa đỏ trước thì chắc chắn nó sẽ găng đường rồng. Thì thôi mình cứ vô tư thoải mái mình đánh thôi anh em ơi. Ê, ai cho mày ăn con dê ở đây? Con dê này tao nuôi từ hôm bữa tới giờ. Ai cho mà mày ăn? Mày nghĩ mày dễ ăn lắm, đố mày giật bóng lại được luôn á. Nếu như anh em nào mà không tự tin mà đi với Murat á, thì anh em có thể lựa chọn cái phương án là lên cho tôi cái đôi giày hộ vệ, đôi giày kháng sát thương từ đòn đánh tay, rồi tăng thủ vật lý á. Đó, như vậy nó đi với Murat nó sẽ an toàn hơn. Còn tôi đi với mấy quỷ Murat này tôi quen quá rồi, nó không cửa nào mà nó đánh được tôi á. Chỉ khi nào mà nó kêu đồng đội lên 3-4 đứa găng tôi thì may ra tôi mới chết thôi anh em. Với lại cái dáng này ở bên nó là có con dê, với lại thằng Ben nó đi rừng thì sát thương phép khá là nhiều, mà lên đôi giày hộ vệ thì nó khá là yếu đấy, không có cho nó ra luôn em ơi, đứng đây chặn đầu nữa. Mình đánh cái kiểu bố láo chút xíu, mấy cái đứa nào mà nó kiểu là nó dưới kèo anh em vô đây anh em chặn lính luôn cho tôi, bảo đảm nó không dám làm gì đâu. Cùng lắm nó kêu đồng đội lên nó găng thôi, mà nó găng thì mình chạy đánh với cái mấy cái thằng mà kiểu như là nó nhát nhát á, nó ôm trụ đánh rất là mệt nha anh em. Nó không dám ra khỏi trụ sao tôi đánh nó được. Tôi băng trụ thì tôi sẽ lỗ máu con nó. Đây đây đây, để nó qua. Rồi nè nè nè, mày mắc mưu rồi, mày mắc mưu tôi rồi. À, nó lẹ lắm. Nó thấy tôi một cái, nó thấy hai bánh bao của tôi mà lúc lắc đi tới là nó giật bóng nó chạy đi nha. Mấy con quỷ này đánh cái kiểu mà ôm trụ đánh rất là mệt luôn. Dưới kèo là chắc chắn là chỉ con vậy thôi anh em ơi. Thôi kệ nó, đây đây đây, mình vô đây mình đứng ngay cái bụi thần thánh này, đứng canh thằng Ben qua. Thằng Ben đây đây đây, mới vừa nhắc luôn, đây đẩy vào tường, đánh thường phá giáp rồi bọc phá luôn. Có mẹ thằng Ben đây, thằng Murat luôn double kill anh em thấy không. Đầu game Quy rất là khỏe nha anh em, vô tư đánh tự tin lên cho tôi. Update cái bản đồ mới này, cái bụi cỏ đó là dành cho Quy, dành riêng cho Quy luôn á. Thằng nào mà ăn bùa đỏ mà lớn ngớ ngay đó là xác định là úp mặt vô tường với Quy liền. Đây mình lại lên đây mình chặn lính tiếp. Mình đứng đây, đây nó thấy tôi rồi, nó thấy tôi rồi. Chơi mày, đấy lướt liền. Cho thằng Ben ra luôn, chơi thằng Ben luôn. Mày, tao cân hai luôn. Né ra, rồi, vô. Má, tả xung hữu độc. Mày, ấy da, trời ơi, thêm con dê nữa. Thêm con dê thì khó rồi anh em à. Thêm con dê thì quá sát thương phép nó, đau quá. Tôi cân 3 nhưng mà tôi vẫn có được mạng thằng Murat nha anh em. Chứ nếu như mà không có con ghe nó lên phụ á là tôi lụm luôn mạng thằng Ben luôn á. Thằng Ben giờ nó yếu mà, nó vừa mất cái bùa đỏ là nó phế rồi. Thôi không sao, làm lại anh em ơi, đánh cẩn thận chút xíu. Thường thường là cái tỷ lệ mà mấy cái đứa mà chơi ghe mà hát map thì bây giờ rất là cao. Bây giờ tụi nó bán hát map đầy ở trên TikTok luôn, rất là dơ. Thật sự là không biết khi nào mà Garena này mới giải quyết được cái vụ mà hát map như thế này, không có giải quyết triệt để gì cả. Đó, còn mấy đứa mà mod skin, mod trang phục, đụng vô kinh tế, đụng vô chén cơm là ban liền. Đây, đứng đây chặn bóng đó nha. Mày, đứng đây chặn bóng là mày chết. Đấy, thấy chưa? Murat, nó Murat cái thằng này nó non, nó để cái bóng quá lộ liễu. Người ta gọi là bóng lộ đó anh em. Nó để bóng lộ liễu thì sẽ gọi là bóng lộ. Còn mấy cái thằng mà Murat mà kỹ năng cao quá, nó sẽ là bóng kính. Bóng kính là nó giấu cái bóng của nó ở chỗ kín đáo, người ta sẽ không phát hiện ra, sẽ không có bắt bóng được. Chứ mà mấy đứa mà bóng lộ là thua, bóng lộ mà gặp bánh bèo của Quy là thôi là chết cái ngắt luôn, đúng không anh em? Rồi dẹp vụ bóng qua bên nè, vô đây nấp tiếp nè anh em à. Cái tôi thích nhất là đánh Quy ở trong cái hướng mà bùa đỏ như thế này, cái không gian nó sẽ hẹp hơn, nó có nhiều bụi cỏ hơn. Bên kia thì nó có nhiều mắt nhưng mà nó quá là thoáng, nó ít bụi. Nó biết tôi trong này rồi, thì mày biết tao thì thôi tao ăn cái bùa đỏ này luôn chứ biết sao giờ. Ăn đi, ê, rồi ăn được rồi thì lui. Tôi tưởng nó không biết, ai ngờ nó biết anh em ơi.
Thôi cứ tiếp tục đẩy lính lên thôi anh em. Thằng Murat giờ nó phế rồi. Mấy thằng bóng này cho tôi ra tôi ký đầu á. Đây đây con quỷ ghê, quỷ ghê nha. Quỷ ghê nãy lên nó găng găng tôi nè. Đứng đây bắt nó coi nó có di chuyển qua đây không. Không có rồi, nó đi xuống dưới rồi. Nó đi xuống dưới khó nha. Khó thật sự. Ê, yếu máu mày ý da trời ơi. À, nó còn chiêu cuối nè em ơi. Nó còn chiêu cuối rồi, rồi chết chắc rồi. À, tụi nó bao dây hết trơn rồi. Tôi tưởng nó không còn chiêu cuối là tôi lụm được cái mạng nó rồi. Nó còn chiêu cuối nó hất tung tôi ra. Xui thật chứ. Thôi không sao anh em ơi, chết mình làm lại. Mà làm lại gian mới á, chứ không phải làm lại đâu. Chết banh banh nhà nó cửa luôn anh em ơi. Đánh cẩn thận xíu đừng để chết nữa. À, chết ngu pha nhiều khi là làm dại gian mới luôn á. Rồi cứ tiếp tục đẩy lính lên nè. Anh em nào lần đầu mà ghé ngang cái kênh YouTube của tôi mà thấy mà đam mê UV á thì ủng hộ tôi được đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì trong cái thời gian trước đây là tôi làm UV khá nhiều. Cái vài anh em nói chán, anh em không muốn coi UV nữa, anh em bỏ bê UV. Cái tôi mới làm mấy tướng khác, hay mấy tướng khác thì anh em chê, anh em lại nhớ UV. Thật sự là đúng là làm dâu chăm họ mà, không biết anh em muốn cái gì. Nó biết tôi đây rồi anh em ơi. Thôi đi ra đi, lộ rồi. Mình phải làm bóng lộ thôi anh em ơi. Không có làm bóng kính được, không có núp được, nó biết rồi. Cái thằng này nó ao tưởng sức mạnh hay gì á ta. Ôi, bộc phá liền thấy không anh em. Rất là lợi hại luôn, nó ảo tưởng sức mạnh. Cái lợi thế của cái bộc phá là nếu như mà quy mà không đủ sát thương á là có cái bộc phá nó bò vô thêm, chắc chắn có mạng. Chỉ là nó thiếu đi cái sự cơ động, cái sự đột biến thôi. Chứ mà thực sự là đem bộc phá cho mấy cái con mà tướng mà đấu sĩ sát thủ mà có cái độ bay nhảy cao á, đánh rất là hiệu quả, rất là ok la luôn nha anh em ơi. Tôi thích hồi xưa là tôi chơi liên quân là tôi rất là thích đem bộc phá cho mấy con như là Lữ Bố nè, Vuka nè, Airi nè. Đấy, tôi cũng mới vừa nghĩ ra một cái trang bị, một cái giáo án mới dành cho Airi. Đi đường rất là hiệu quả luôn, cấu rỉa rất là phê. Thêm cái bọc phá nữa là không lo thiếu sát thương nha anh em. Thằng này nó định lết về đâu có được cái tôi. Tôi thấy là Vuka đem theo bọc phá cũng ngon mà anh em. Hồi xưa tôi đem theo bọc phá là bị đồng đội chửi quá trời luôn á. Vuka đem bọc phá. Ủa, Vuka giống như là anh em cứ tưởng tượng đi. Nếu như mà Vuka đi rừng thì cái chừng trị nó cũng đâu có thể đột biến được, đúng không? Thì cái bộc phá thì nó cũng như cái chừng trị thôi. Nếu như mà Yuka nó có độ cơ động rất là cao mà chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 của Yuka là đều cơ động hết thì đem theo bộc phá thì cũng rất là lợi thế. Không có đủ sát thương thôi mình bật bộc phá lên cái là mình có mạng luôn, quá là ngon luôn em. Team Ben giờ dở trận rồi, thằng Ben giờ phế rồi em ơi. Giờ chỉ ngán con ghe thôi, con ghe thì không biết nó có hát map hay không. Ê, ê gì đây, gì đây? Đánh lộn. Có đánh lộn mà phải có mặt tôi chứ. Rồi xong, lên được cái thương khung kiếm rồi phước hợp kiếm luôn. Mày là thằng này. À, nó bay rồi. Nó bay cái chiêu 1 thì mình đánh vô nó không có xi nhê, nó miễn thương anh em ơi, cũng không có chán được nó. Chỉ có khi nào nó chuẩn bị ba chiêu cuối á thì mình đẩy nó mới dính thôi. Đứng đây coi có thằng nào có ôm dịch nào đi ngang không. Đứng đây canh cho đồng đội coi. Đây nè, ghê nè. Thằng này mày. Rồi, mất qua cầu. Rồi nó mất quả cầu nó giật được rồi anh em ơi. Pha đó nó mà không có quả cầu nó chết với tôi. Rồi bọc phá chết luôn mạng rồi. Thấy không? Bọc phá rất là lợi hại nha anh em. Tôi đã cầm bọc phá này tôi chừng trị mấy thằng quỷ Tara, Toro này nọ rất là khỏe luôn. Mấy thằng máu da máu châu bò đó. Châu bò cầm theo bọc phá nữa đủ sát thương đánh đã lắm. Rồi xin bùa xanh luôn anh em ơi. Hay quá. Ép vô. Đây lính lên nè. Bên nó chết 4 đứa rồi, còn có một đứa à. Một đứa thì coi, một hậu thêm một đứa ra nữa là hai đứa. Lấy luôn cái đường mega đi, thằng quỷ Adam này không có sợ nha anh em. Đây, Ben bay ra. Lâm thằng Ben, đẩy thằng Ben ra, đúng rồi. Thằng này xích. Mày xích đi, Adam bây giờ tôi thấy nó tù vãi anh em ơi. Tôi thấy Adam bây giờ nó không có hợp với cái meta này nữa, Adam nó kiểu lù đù á. Thì chỉ gặp mấy con tay dài rỉ rỉ Adam khóc luôn á. Nó không làm được gì thay vì như mấy con then nó có lướt đẩy đây thằng này ấy da. Rồi nó bật chiêu 2 đúng lúc quá anh em ơi, không được rồi lui. Nếu nó hên á gặp con AD khác là nó tới số tôi rồi, mà tại nó là con Joker nó có chiêu 2. Thật sự mà con Quy này mà gặp Joker cũng ngán lắm á, gặp mấy con AD khác thì không sao, chứ mà Joker đó nãy nó bật chiêu 2 lên cái là coi như là đánh như là mũi đốt bị nóc luôn. Rồi hay quá, ép nó luôn em ơi. Ghê nha, sợ nha.
núp núp bụi, sợ nhất là mấy con quỷ ve nó hay check map á, không biết nó hack hay không. Mày thằng này lại bay ra ẩu nữa, mày bay ra ẩu là mày chết mày bộc phá rồi, bộc phá không đủ đam anh em ơi. Trời ơi xui quá, tưởng có mạng Arum pha đó luôn rồi chứ. Rồi bên đó quét sạch rồi, win luôn anh em ơi. Rồi video đây là hết rồi, cảm ơn em đã theo dõi nha. Anh em nào lần đầu ghé kênh YouTube hoặc đăng ký kênh nha, cảm ơn em rất là nhiều, bye bye.